Thưa quý vị, những ngày này, cả nước đang hướng về kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4. Hồi tưởng về quá khứ, người dân khu căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước năm xưa, nay là phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, vẫn còn vẹn nguyên niềm tự hào khi chính từ khu căn cứ cách mạng này đã có những trận đánh trở thành chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng và nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân và dân Quảng Nam Đà Nẵng, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là khu di tích cấp thành phố căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước. Trong kháng chiến chống Mỹ, tại đây có 71 gia đình sinh sống trong 64 ngôi nhà, nhưng có đến 46 căn hầm bí mật nuôi giấu, che chở, bảo vệ cho các đặc khu ủy viên Quảng Đà và nhiều cán bộ cách mạng khác. Bức tượng đồng mẹ Dĩ và chiếc đèn huyền thoại của mẹ liên tục thắp sáng mỗi đêm để canh báo cho bộ đội ta. Bằng chiếc đèn này, mỗi đêm nếu không có địch thì mẹ thắp đèn lên, bộ đội thấy đèn sáng thì về làng. Ngược lại, nếu đèn không sáng, có nghĩa là địch đang bố ráp truy lùng. Hồng Phước trở thành nơi đứng chân để cho lực lượng bộ đội từ căn cứ về với Hồng Phước, từ Hồng Phước đi chuẩn bị chiến trường, điều nghiên các căn cứ Thanh Vinh, Bầu Mờ, Tổng hình dân sư đoàn 3, tỉnh đường Lưu Vang, rồi khu kho. Tất cả những vấn đề đó nếu không có Hồng Phước thì khó có thể những người chiến sĩ của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trinh sát chiến trường. Chính nhờ đó cho nay những trận đánh của chúng ta tiêu diệt gọn, tiêu diệt lớn. Sáng tạo độc đáo ở Hồng Phước là hầm bí mật hai ngăn. Dù chịu nhiều hy sinh gian khổ, nhưng khi ấy người dân Hồng Phước chỉ có một tấm lòng trung kiên với Đảng, với cách mạng. Chính vì thế mà từ khi thành lập cho đến ngày quê hương giải phóng, khu căn cứ này chưa một lần bị vỡ, cơ sở không hề bị lộ, bí mật tập thể được giữ nghiêm ngặt nhất. Tất cả các gia đình ở Hồng Phước ấy, một đó là cơ sở cách mạng, và có một số ít ấy, là họ có cảm tình với cách mạng, có nghĩa là họ không có trực tiếp tham gia làm cơ sở, nhưng ấy, là những cái việc làm của cách mạng ở trên cái quê hương của họ, họ không bao giờ khai báo với địch. Chính cái sự thuần khiết của cái Hồng Phước đã đem đến một cái sức mạnh, nói thẳng ra là sức mạnh của lòng dân. Khu di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố, cán bộ chiến sĩ và nhân dân căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Địa chỉ đỏ này trở thành điểm dừng chân của nhiều người. Đặc biệt, nhiều bạn trẻ tại quận Liên Chiểu đã vinh dự kết nạp đoàn, đội tại đây thông qua cuộc thi gắn mã QR tại các địa chỉ đỏ. Thì các bạn học sinh, các em thiếu nhi thì sẽ được về đến các địa chỉ đỏ, được tham quan, được tìm hiểu. Và bên cạnh đó thì gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, được tham gia tổ chức các hoạt động như chào cờ, hát quốc ca, cũng như là các hoạt động kết nạp đoàn, kết nạp đội tại các địa chỉ đỏ. Học sinh mà được tổ chức kết nạp đoàn tại đây là cũng một cái bước mà nó là kỷ niệm của cuộc đời nó. Kết nạp đoàn ở đây là một cái di tích, một cái dấu ấn để cho các em phấn đấu, cố gắng là tìm hiểu cái lịch sử, sự chỉ đỏ của cách mạng. Cuối năm 2020, đến dân hương tưởng niệm và tham quan tìm hiểu tại khu di tích B1 Hồng Phước, ghi vào sổ lưu niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng xúc động bày tỏ những đóng góp của nhân dân Hồng Phước vào sự nghiệp giải phóng đất nước và giải phóng thành phố Đà Nẵng thật là to lớn. Đây chính là động lực, là trách nhiệm để các thế hệ sau phải quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố phát triển, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng Phước.